Sau hội nghị tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, thăm một số gia đình có công với cách mạng và thăm khu lưu niệm đồng chí Tổ Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Cùng đi có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thỉnh chuông tại tháp chuông hòa bình, cầu nguyện quốc thái dân an. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Sau khi dâng hoa, dâng hương, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã đến thắp hương tại các ngôi mộ anh hùng liệt sĩ trong nghĩa trang. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác cùng đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Trung Chính, 60 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, là cán bộ tiền khởi nghĩa, bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Vàng, 22 Bùi Viện, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng. Thăm công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tổ Hữu, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của nhà thơ Tổ Hữu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Việc trong sổ lưu bút, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, noi gương đồng chí Tổ Hữu, người cộng sản trung kiên, nhà văn hóa tài năng, chúng ta nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.